Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hạt Độc Serai Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay bên em có về được một số loại lan rừng cho hoa rất là đẹp. Đó, thì trong đó thứ nhất là có Mỹ Dung và Hương nhé mọi người. Loại lan này được mệnh danh là đệ nhất hương đêm, một loại lan rất là đặc biệt luôn. Thứ nhất là hoa đẹp, thứ hai là càng về đêm thì hương thơm nó càng đậm nhé mọi người. Tí em sẽ giới thiệu sau. Rồi tiếp theo là em có lan Bạch Hổ Hoàng nhé mọi người. Bạch Hổ Hoàng loại lan hoa rất dễ thương và đang nụ để mọi người về chơi chúng ta ghép đón Tết nha. Tiếp theo nữa thì em có lan hài, và lan hài này có tên gọi là hài móc hồng hoặc là còn được gọi là hài ngọc nữ nha mọi người. Thì em có ít phần đây. Cuối cùng thì em có ba cái phần hoàng thảo trúc mành đây, và ba phần hoàng thảo trúc mành của con tôm hoa cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Nó là có lẽ là một trong số những cái loại lan cho hoa đẹp nhất ở khu vực rừng con tôm nói riêng và coi như rừng cả nước mình nói chung luôn mọi người. Hoàng thảo trúc mành hoa cực kỳ đẹp luôn. Đó. Rồi thì đầu tiên thì em xin giới thiệu với mọi người trước là lan Mỹ Dung và Hương nhé. Thì hôm nay em có 1, 2, 3, 4, 5, 6 phần thôi. Đó, thì mỗi phần thì có giá là 250.000, thì nó bao gồm 4 cây nhé mọi người. Cái đây về thì mọi người có thể ghép vào gỗ lũa, kiếm chúng ta kiếm khúc lũa nào đẹp đẹp chúng ta ghép vào, hoặc là trồng vào chậu than vỏ thông. Tuy nhiên là cái vỏ thông với than đó thì mọi người cố gắng chúng ta kiếm cục cục lớn là được nha, không cần phải cục quá nhỏ đâu. Cục cục lớn rồi chúng ta trồng. Loại này rất dễ trồng, dễ sóc thôi. Các bác anh chị về trồng ghép xong rồi chăm tưới bình thường thôi. Nó là loại cực kỳ dễ sống và rất dễ cho hoa. Hoa của thằng Mỹ Dung và Hương này thì nó rơi vào tầm cỡ tháng 4 nhé mọi người. Đó, về mọi người chăm thời gian nữa là có hoa luôn. Mặt hoa của Mỹ Dung và Hương rất đặc biệt, nó gồm 5 cánh và một phần lưỡi. Cái cánh của nó thì nó xòe ra và nó kết hợp tạo với cái lưỡi, nó hình thành nên một cái hình thái hoa, nó giống như là một cái cô gái đang mặc váy nhảy nha mọi người. Thì mọi người có thể lên Google để chúng ta tìm hiểu thêm về cái mặt hoa của nó nha. Mọi người gõ Mỹ Dung và Hương là ra. Và thêm một cái điểm đặc biệt nữa của Mỹ Dung và Hương này mà khiến các bác anh chị rất thích sưu tầm trong vườn nhà là bởi vì là nó được mệnh danh là đệ nhất hương đêm nha mọi người. Tức là ban ngày là hương thơm thoang thoảng, tuy nhiên là về đêm thì nó lại hương thơm, nó lại đậm hơn. Đó, rất là hay. Rồi thì một phần là được 4 cây về nhé mọi người, giá 250.000. Đó thì các phần em chia nó tương tự như nhau cả rồi. Đó, cũng có cây to cây nhỏ nó bù trừ lại cho nhau. Đó. Đây thì cứ mọi người mua một phần này về chúng ta ghép làm giống tha hồ nha. Đó, là đủ chơi rồi. Rồi, Mỹ Dung và Hương. Thứ hai thì em xin giới thiệu với mọi người đó là một loại lan khá là đặc biệt nữa. Cái loại này có tên gọi là Bạch Hổ Hoàng nhé mọi người. Và đúng như cái tên gọi của nó thì cái Bạch Hổ Hoàng này nó cho ra hoa rất là dễ thương luôn. Đây, 5 cánh của nó là màu trắng, cái phần họng màu đỏ và cái phần lưỡi màu vàng nhé mọi người. Cái này thì hoa đang hoa thì bà con người ta hái nên là chúng ta chưa ngắm được cái vẻ đẹp của hoa lúc nó bung ra tuyệt đối nha. Lúc cây nó bung ra thì rất là đẹp luôn. Rồi, hoa lâu tàn. Và cái thằng này thì rất là sai hoa luôn. Đó, cái đặc điểm của thằng Bạch Hổ Hoàng này á, là cái phần thân của nó này khá là nhỏ mọi người. Đó, nó nhỏ cỡ như đốt ngón tay thôi, nhưng mà đây là những cái cây nó đã trưởng thành rồi nha, chứ không phải là cây nhỏ cái yếu đâu mọi người. Đó, và mọi người xem có thể xem là hầu hết là đang nụ nha. Về thì mọi người có thể chăm chúng ta chờ đón hoa luôn, vừa ngắm hoa đón Tết luôn. Rồi, một phần như vậy thì có giá là 250.000 nha mọi người. 250.000 cho một phần. Đó, thì hôm nay thì em cũng chỉ có ít phần thôi. Đó. Rồi, các bác các anh chị về chúng ta làm giống nha. Đó, trong đó thì nó có cả hàng rời và nguyên bản thì em bỏ chung luôn. Đó. Đây, rồi. Rồi, và đây thì miêu tả lại một tí nữa thì cái thằng này về mọi người có thể ghép vào gỗ lũa nha. Thằng này thì ghép vào gỗ lũa khá là ok và cũng không cần phải thêm rong rêu gì đâu mọi người, bởi vì nó cũng không ưa ẩm lắm nha. Chúng ta về ghép vào gỗ lũa là ok nhất. Đó, treo ở nơi thoáng gió tí là được. Rồi, về các bác về được ngắm hoa luôn. Và mùa này nó đang nụ thì em nói chung cũng không đảm bảo là tới nơi sẽ nguyên vẹn toàn bộ hết các nụ, nhưng mà em sẽ cố gắng là đóng gói cho nó cẩn thận nhất nha mọi người. Giờ mọi người về có thể chúng ta chơi hoa luôn. Đó, em sẽ cố gắng đóng gói thật là cẩn thận cho các bác. Và giá là 250.000 một phần nhé mọi người. Về chúng ta làm giống, chơi hoa. Tiếp theo nữa thì em xin giới thiệu với mọi người đó là một cái loại lan hài. Và lan hài này có tên gọi là hài móc hồng hoặc là còn gọi là hài ngọc nữ nha mọi người. Đó, rồi cái đặc điểm của cái hài này thì cái phần cây đó nè, cây nó thì nó khá là sờ vào nó khá là nhám nhám nhám. Và cái mặt
trên là xanh, mặt dưới là tím, tím chấm rất là nhiều đó. Cái loại hai móc hồng này thì cái cây nó cũng cỡ vậy thôi mọi người, chứ nó cây nó cũng ít cái cây mà to hơn lắm, cỡ vậy là nó trưởng thành và sắp cho hoa rồi nha. Hoa của hai móc hồng thì nó rơi vào tầm cỡ tháng 3, tháng 4 nha mọi người, về chăm thời gian nữa là hoa đó. Một phần như vậy tầm cỡ 20 cây mọi người, 20-21 cây gì đó, về mọi người tha hồ làm giống. Đối với thằng hai móc hồng này á, thì mọi người cách trồng, cách chăm sóc rất đơn giản. Mọi người kiếm một cái chậu hay trồng hoa cây cảnh như vậy nè đó, rồi mọi người trộn đều than vỏ thông lên, và chúng ta bỏ thêm một ít cái gọi giống như là đất nung đây đó. Đất nung này thì mọi người có thể mua ở mấy cái chỗ mà bán vật tư hoa lan á. Ví dụ mà không có đất nung này thì mọi người có thể là gốm hoặc là cái đá tổ ong hoặc đá xây dựng cũng được nhé mọi người. Rồi chúng ta bỏ vào trộn thêm ít phân chuồng nữa là được nha, phân chuồng hoặc phân dê là ok. Chúng ta có một cái giá thể trong lan rất là tốt rồi, bởi vì trong tự nhiên thì thằng này nó hay mọc trên những cái vách núi đá đó, nó mọc lên những cái lớp mùn lá cây núi đá. Về mọi người trồng cái giống như trong môi trường tự nhiên là được rồi, phân được khá là nhiều nhé mọi người, về tha hồ làm giống. Và một phần này thì có giá 200.000 nhé, 200.000 cho một phần hai móc hồng. Hoa cực kỳ đẹp luôn, hoa hai móc hồng là phải gọi là một trong số những cái loại lan hài cho hoa rất là to. Cái phần lưỡi của nó phình to to ra tròn giống như quả bong bóng vậy. Và ba cái cánh của nó thì nó tròn tròn nhìn rất là dễ thương. Mọi người có thể lên Google chúng ta search lan hài móc hồng thấy hoa thì mọi người đảm bảo rất là thích luôn. Các bác anh chị nào chưa có thì có thể mua ít về làm giống nha. Ngoài thú vui lan rừng thì mọi người có thể sưu tầm thêm một số lan hài cho hoa cũng rất đẹp. Rồi 200.000 một phần hai móc hồng. Cuối cùng thì em có ba cái phần này, và ba phần này là ba phần trúc manh nhé mọi người. Đó, hoàng thảo trúc manh của con tum, và cây cũng đã xuống lá và sắp hoa rồi. Đó, các anh chị nào muốn thưởng thức cái loại hoa đẹp nhất, được gọi là đẹp nhất của khu vực rừng con tum này thì có thể là sưu tầm ngay nhé. Thì chúng ta mua lấy một phần về chăm, và một thời gian nữa là sẽ có hoa cho mọi người ngắm luôn. Đó, hoàng thảo trúc manh con tum thì nó cái đặc điểm dễ nhận biết của nó nhất là cái phần thân củ nè, củ khá là tròn to. Đó. Và thằng này thì đối với cái thân củ tròn to vậy thì cây sẽ rất là khỏe. Nó khác biệt với cái thằng trúc manh Lào hay trúc manh phía Bắc nha. Manh Lào phía Bắc thì cái phần thượng thân nè thì nó không có ổ củ to như vậy đâu nha. Nó sẽ xuông xuông, nó sẽ xuông xuông thành từng đốt nhỏ 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 chứ không là củ to cho tròn to như vậy. Đó, đây là một cái đặc điểm dễ nhận biết nhất của hoàng thảo trúc manh con tum. Và hoa của trúc manh con tum thì có trên bông hoa nó có ba cái màu sắc chính, đó là màu tím nè, màu trắng và màu vàng, cùng với đó là họng hơi đen đen, rất là đẹp nhé mọi người. Rồi một phần này là giá 300.000 mọi người, về mọi người trồng lấy một giò làm giống nha. Đó, nó cũng không có nhiều đâu, hôm nay thì em chỉ có một phần để bà con người ta đi gặp. Và cái thằng trúc manh này thì ở con tum thì nó phân bố chủ yếu ở hai khu vực rừng chính. Thứ nhất là vùng rừng Tumarong thuộc tỉnh con tum. Tumarong là cái vùng rừng mà khá nổi tiếng về cái gọi cái sâm là sâm ngọc linh đó mọi người. Nếu mọi người có tìm hiểu về các loại sâm thì sâm ngọc linh đó là cái vùng rừng đây. Và cái cây này nó cũng trúc manh này nó bà con người ta cũng đi hái được ở khu vực rừng ngọc gần Tumarong đó nha. Đó. Và ngoài ra thì nó còn có phân bố ở một số vùng rừng, ví dụ như là măng đen hoặc là đắc côi, nhưng mà tuy hai vùng rừng đó thì ít gặp hơn nha. Rồi 300.000 một phần trúc manh, 200.000 một phần hài móc hồng hay gọi là hài ngọc nữ, và 250.000 một phần bạch họa hoàng. Đó, đang nụ nha mọi người, về chơi hoa luôn. Cuối cùng là giá 250.000 một phần mỹ dung dạ hương đó. Rồi để nhất hương đêm. Rồi giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người. Phí vận chuyển thì bên đơn vị vận chuyển họ thu à. Các bác anh chị có nhu cầu mua loại lan nào cứ nhắn tin hoặc gọi điện tới số điện thoại em để trên tiêu đề là được, ưu tiên mọi người nhắn tin để em chốt đơn nhanh nhanh. Rồi rồi nói chung là mua hàng bên em thì các bác được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Em sẽ gửi qua đường bưu điện, các bác thanh toán tiền lan với tiền hàng cho tiền ship á, tiền lan với tiền ship cho bưu tá khi nhận hàng là được, được kiểm tra hàng thoải mái nha mọi người. Rồi xin cảm ơn mọi người ạ. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip về lan rừng tiếp theo của kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rá Bắc Tây Nguyên.